nhất cử thành danh, từ cổ anh hùng vô sở nguyện. Bình sanh trung nghĩa, đương niên đại cuộc khởi vô tâm. Vùng đất Quảng Nam xuất hiện trang anh hùng dân tộc, tìm vây vùng hiên ngang quyết hùng lên diệt thực dân pháp, kiên cường đấu tranh giữ Hà Thành đến phút cuối cùng. Muôn dân đồng tâm đã theo ông chung lòng chống pháp, danh thương hoàng diệu từng vang khắp ba miền non sông. Chiêu mưu hại từng quyết phục vua đem hiến thành cho bọn thực dân pháp, mưu đồ giữ ngôi chấp nhận việc mất đất bắc phần, ngăn vua đừng nên gửi thêm quân ra để chống pháp, nên pháp càng mạnh chuyển quân tấn công thành nhanh hơn. Quân pháp bay thành mong quân Việt đầu hàng, thực dân pháp kiên cường đấu tranh giữ Hà Thành đến phút cuối cùng. Muôn dân đồng tâm đã theo ông chung lòng chống pháp, danh tướng hoàng diệu từng vang khắp ba miền non sông. Thời thế đổi thay khiến bọn quan trong chiều mưu hại từng quyết phục vua đem hiến thành cho bọn thực dân pháp, mưu đồ giữ ngôi chấp nhận việc mất đất bắc phần, ngăn vua đừng nên gửi thêm quân ra để chống pháp, nên pháp càng mạnh chuyển quân tấn công thành nhanh hơn. Quân pháp bay thành mong quân Việt đầu hàng, đem pháo binh ngày đêm oanh tạc vào thành, muôn xác dân lành vơi trên đường. Hãy subscribe.
xưa ngăn phòng.